Vâng, em kính chào các bác nhé. Em chia sẻ này trời rất mưa và còn này là vào 14:30 chiều, còn là 2:30 bà con chiều ấy. Mưa rất to đấy. Bà con đi lại trên đường hết sức cẩn thận. Bây giờ có phương tiện như là xe An Bình của anh Giao chạy từ Thái Nguyên Vũ Muộn, Vũ Muộn Thái Nguyên đấy, bà con đi xe hoặc cái xe taxi của anh Tuệ Thắm, thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Thông, tỉnh Bắc Cạn, để bà con đỡ mưa nắng. Ngày mát giờ thì có thể đi xe máy không nói, mùa mưa này bà con cố gắng giữ an toàn. Mưa hay lạnh người trơn trượt nhiều cái, mong bà con đi lại nó an toàn. Xin chia sẻ bà con như thế. Mưa rất to bà con. Em chia sẻ như em có hàng có mới về, nón mũ là bà con đội đỡ mưa nắng, nón mũ rồi ổng đi lại bà con đây. Các loại ổng, ổng đỏ, ổng xanh đấy bà con, đấy để bà con nắm được. Ống thoát nước phi 90, phi 110, các đồ lưới phơi thóc, các ống nước, các đồ bạt can nằm mũ nhựa, có cả cái túi bóng để bà con ví dụ như có quả ổi bà con che vào khỏi côn trùng nó chích hút này, lưới đen che nắng bà con, cờ treo rồi bóng rồi đồ chơi trẻ em rồi các mua doa tưới cây nứa B40 bà con. Đấy. Rồi tạp hóa bà con mỗi thứ tí. Lưới căng gà cuốc xẻng, rào phát, rào phát bờ, rào phát cỏ, xẻng to xẻng nhỏ. Cây cút chích 90 110, thú phi 21 bà con ạ. Đó, tải các đồ dùng mắng gà ăn, mắng gà uống, bạt tiện lợi bà con tham khảo, xô chậu, các loại chậu trồng hoa to nhỏ có hết bà con, ghế bơm bà con. Đấy. Các đồ dây điện bà con, dây điện 2 × 2.5 bà con, 2 × 2.5, 2 × 1.5, 2 × 1, 2 × 0.75 bà con ạ. Đấy. Lưỡi cắt gạch bà con ạ. Các cái cút để thiết bị nước bà con đấy, góc nghiếc để bà con dùng tiện lợi đấy, kính để bà con cắt cỏ này đỡ vào mắt này. Đi lại trời bảo hộ thôi, đi lại xe máy đỡ côn trùng vào mắt. Đây các chậu hoa bà con, trồng hoa. Đây các chậu hoa, thẻ điện thoại, thẻ Vina, thẻ Viettel. Rồi cả dây nguồn để cách điện bà con. Đấy. Bình phun thuốc bảo vệ thực vật, chổi quét nhà, nó ăn nó uống bà con đấy.
tạp hóa vào gọn. Một tấm nợp. Tấm nợp nhựa. Một mét rưỡi vào gọn. Đấy. 2 mét có trong kia nữa. Đấy. Vâng, em cảm ơn bà con nhé.